M5, mẫu sedan hạng C chỉ hơn 400 triệu nhưng trang bị như siêu xe. Mẫu sedan M5 sắp được bán tại Việt Nam qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Hé lộ nhiều trang bị cao cấp nhưng giá thì vô cùng hạt rẻ, gây áp lực trực tiếp lên các mẫu sedan hạng C hiện hành trên thị trường. Hiện tại, các đại lý MG vẫn đang nhận đặt cọc cho mẫu sedan hạng C hoàn toàn mới này và cũng cho biết MG5 đã có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, lịch ra mắt chính thức dự kiến bị lùi lại đến tận đầu năm 2022. Các tư vấn bán hàng tại các đại lý MG cũng đã tiết lộ, MG5 sẽ được cung cấp tại Việt Nam với hai tùy chọn động cơ gồm phiên bản thể thao và tiêu chuẩn. Trong đó, phiên bản MG5 thể thao sẽ sở hữu động cơ 1.5 lít tăng áp cho công suất 173 mã lực, mô men xoắn 275 Newton, kết hợp hộp số ly hợp kép côn ướt như trên các mẫu siêu xe Porsche. Nhà sản xuất công bố, phiên bản động cơ tăng áp này có khả năng bứt tốc đến 100 km/h trong 8,3 giây. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 114 mã lực, mô men xoắn 150 Newton, kết hợp hộp số CVT giả lập 8 cấp. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. MG5 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt 4675x1842x1480mm, chiều dài cơ sở 2680mm, có phần nhỉnh hơn so với một số mẫu sedan hạng C khác tại Việt Nam. Về hệ thống chiếu sáng, MG5 được trang bị đèn LED hiện đại cho cả đèn pha trước và đèn hậu. Mâm xe kích thước 17 inch thiết kế dạng phay lạ mắt. Theo một số hình ảnh rò rỉ trước đó, tại cổng cảng Việt Nam, MG5 được nhập về cũng có màu ngoại thất vàng sặc sỡ như phiên bản bán tại Thái Lan. Phía bên trong nội thất MG5 có thiết kế khá hiện đại, hoàn toàn không thua kém gì so với các đối thủ khác từ Nhật hay Hàn Quốc. Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 10 inch, tương thích Apple CarPlay trên Android Auto. Phía sau vô lăng trang bị màn hình hiển thị thông tin 7 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống điều hòa tự động có lọc bụi PM 2.5, kèm cả cửa gió cho khoang sau, điều mà nhiều xe hạng C chưa chắc có. Phanh tay điện tử cũng có sẵn với chức năng auto hold và cửa sổ trời. Bên cạnh trang bị tiện nghi thì trang bị an toàn cũng là điểm nổi bật của MG5. Phiên bản cao cấp được đưa về Việt Nam ngoài các hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, còn có cả cảnh báo điểm mù. MG5 được định vị là mẫu sedan thuộc phân khúc C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Kia K3, Hyundai Elantra hay Honda Civic. Nhưng nếu đúng có mức giá dự kiến chỉ hơn 400 triệu, thì ngay cả những mẫu xe hạng B đình đám như Toyota Vios hay Hyundai Accent cũng sẽ phải dè chừng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.